Chinsu cây gấp đôi mới. Bạn món ngon buông vị. Toàn thể quý vị đã đến với chương trình Chọn Ai Đây. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 20:30 tối chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Thưa quý vị thân mến, mùa này là một mùa khác. Chúng tôi đã thay đổi nhiều điều trong chương trình. Ví dụ như người chơi không còn là nghệ sĩ nữa mà là những người có những cái quan tâm về chương trình, yêu thương chương trình, nên chúng tôi trân trọng họ và mời họ đến đây để nhờ những vị nghệ sĩ ở trên chung cư chúng tôi đưa họ những đáp án và họ sẽ chọn đáp án đó họ tin hay không tin. Và ngày hôm nay vẫn những nghệ sĩ yêu thương và triệu mến với chương trình. Xin giới thiệu cô gái xinh đẹp Harry Won. Thưa quý vị, xin chào đón Võ Hoàng Yên. Trời ơi, ghê. Xin giới thiệu MC Sơn Thành. Và xin giới thiệu ông chú bà thím Mạnh Văn Khoa và Khả Như. Xin giới thiệu Hoàng Phi. Xin giới thiệu Lý Nhạc Kỳ. Trời ơi trời. Xin giới thiệu Hot Girl Tài Đét Cuka. Doanh nhân thành đạt đến từ Đồng Nai, Lê Duy Bảo Lâm. Chiếm mẹ quá vậy ta. Chút xíu nữa à. Để khởi động, ngày hôm nay đầu tiên chúng tôi sẽ chơi một trò chơi. Trời ơi. Bình thường xuất hiện là thưa quý vị là đâu có đứng đây chị, lên nhà mình liền đúng không? Dạ. Nhưng mà hôm nay phải chơi trò chơi. Anh hay chơi quá. Hay chơi quá. Anh hay chơi quá, chơi chơi của em. Thưa quý vị, làm thơ là thường. Thường. Mùa này ai làm thơ nữa anh? Mùa này ai làm thơ? Hát là thường. Mùa chứ làm gì ta? Nói chữ. Thường. Giờ chơi trò chơi phản ứng không? Anh nói cái đầu, anh chỉ cái đầu, mà anh nói là cái chân, thì em phải chỉ lại cái chân mà em nói đó là cái đầu. Hiểu không? Hiểu rồi. Hiểu rồi, hiểu không rồi chứ. Harry, hiểu không? Em thì em thế đó. Không hiểu không thiệt đó. Nè, ví dụ nè, anh chỉ cái tay mà anh nói nó là cái chân. Dạ. Thì em phải đối đáp lại là em chỉ cái chân mà anh nói nó là cái tay. Dạ. Đúng rồi. Mà chơi thua có phạt đi mới vui. Đúng rồi. Chơi phạt đi. Chơi phạt đi, ai thua 50 lần hết đó. Không. Bây giờ nè, ai mà thua đãi nguyên đội mình ăn. Trời dạ. Trời luôn. Sẵn sàng những gì người ta muốn. Rồi, vỗ tay chuẩn bị bắt đầu. Tay có gì nè không thế? Vài. Cái bột. Từ từ thôi. Quan trọng là mình phải hớp hồn mà mình đánh lạc hướng á. Cái chán. Cái gót. Cái lòng nheo. Hai chị em đang thân nha. Đang thân nha. Đang thân nha. Cái bánh chè. Bánh chè là cái gì? Bánh chè là cái gối đó. Cái chán.
Kỳ ra ánh sáng đi cưng. Chị coi anh đi học em hay chú học coi hai chị em mình chơi giống như là coi thử em đi cái hộp sàn được không? Con người cho phải thọt vô mắt đã. Thôi ác kìa. Con người. Rồi, khó quá vậy. Cái gót chân. Đúng rồi. Chị dễ thương quá mà. Cái bé người nước ngoài nè. Đâu cái tài. Cái tài. Ủa? Chị phải chị chị nói đâu? Đây. Chị phải nói cái khác. Chị đúng rồi, chị phải nói cái khác. Chị nói cái tài. Ủa cái không? Ủa, không giống. Chị phải nói cái tài, lỗ tai thì này đúng. Lỗ tai. Chân. Chân. À ok. Ủa cái gì vậy? Vậy vậy. Bạn chỉ cái bàn tay mà bạn nói lỗ tai thì em phải chỉ lỗ tai mà nói là bàn tay. Bàn tay. Cái má. Rồi, ok. Hát gì mà hát vậy? Bà kẹt tên rồi bà sợ gì trời. Mọc miệng. Nhân chung. Thôi tạm đi. Hơi thô chút. Rồi. Mông. Sao rồi. Mông hoài. Con mắt. Cái bụng. Trời quá dễ. Lá lách. Cái gì? Lá lách ở đâu đấy? Lá lách đâu kẹp trong đó. Mét. Anh lỡ rồi chị. Phèo. Phèo là gì? Phèo là cái thịt ngon á. Hùng quá nè. Bao tử. Nè. Tóc. Cái đó là cái gì? Tóc. Là cái miếng rớt hả? Vậy là xong rồi, về. Khởi động vậy mình có cần giao lưu gì thêm nữa không ạ? Dạ không ạ. Gặp gỡ người chơi được không ạ? Mời người chơi ạ. Mời cặp đôi đầu tiên xuất hiện. Chị và đây là em, đúng không? Dạ. Thì đó, đây là chị và đây là em. Dạ em là em. Mời giới thiệu. Dạ, con xin chào chú Trường Giang, các cô chú nghệ sĩ ở chung cư. Con tên là Lê Nguyễn Hiếu Nhi, hiện tại con xém tròn 18 tuổi. Con hiện tại 17 tuổi rưỡi. Hiếu Nhi 17 tuổi rưỡi. Dạ, con cũng vậy, con là Lê Nguyễn Thảo Nhi, con cũng xém tròn 17 tuổi. Thảo Nhi? Cũng xém tròn 18 tuổi chứ. Dạ đây Hồng Hà Nhi nè. Rồi hai chị em đang đi học hay làm gì? Dạ hiện tại hai chị em con đang học năm 3 trường Nhạc viện thành phố. Trường luôn hả? Tức là hai bạn là học thanh nhạc. Dạ. Để sau này làm ca sĩ. Dạ. Dạ. Hai con hãy hát để chị Uga biết thế nào làm nhạc nha. Dạ. Hai đứa đừng có múa rìu qua mắt thợ nha. Con xin hát bài Đi Về Nhà của hay chú quá. Đàn Gâu. Đường về nhà là vào tim ta, sâu nắng mưa gần xa. Thất bát vang danh, nhà vẫn luôn chờ ta. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu có muôn trùng qua. Vẫn đôi sao rời, nhà vẫn luôn là nhà. Lao vào đời mà kiếm cơm, lao vào đời tìm cơ hội. Những thành thị thường lấp lánh, còn đêm thành thị thường trơ trọi. Nhưng mọi đứa trẻ khác lớn lên muốn đi xa hoài. Nhà thì vẫn ở yên đó để những đứa con đang ra ngoài. Bước ra ngoài mới biết không ở đâu bằng ở nhà. Biết có gì để mất trước khi sẵn sàng mở qua. Không phải là võ sĩ nhưng mà phải giỏi đấu đá. Nhiều khi kiệt sức chỉ vì gắn giữ mình không xấu xa. Đôi lúc bỗng thấy đồng cảm với mái an tim. Bước chân ra là sóng gió, chỉ có nhà mái an yên. Ngoài kia phức tạp như rỉ máu và dây mơ. Về nhà để có lúc cho phép mình được ngây thơ. Nghe
Quá dữ luôn. Đừng về nhà lạc vào tim ta. Sâu năm mưa gần xa. Chị hát hay đúng không mấy đứa? Dạ. Dạ. Cười ấy. Khen mà cười mỉm kiểu lịch sự ấy. Thôi có gì đâu giận. Rồi bây giờ hai chị em thân mến, đây là cái trò chơi giống như caro. Mình hãy chơi ở nhà trường. Hàng ngang, hàng dọc, hàng chéo, ai có 3 dấu thì thắng. Trong trường hợp không có 3 dấu thì ai nhiều dấu hơn là thắng. Nếu mình có 2 dấu rồi, người ta trả lời không được ở ô cuối thì mình không được nghiễm nhiên có. Mình phải tự trả lời ở ô cuối đó thì mình mới được dấu thứ 3. Còn bình thường, những cái dấu không phải là dấu thứ 3 thì người ta trả lời sai là mình có. Ai đi trước ạ? Dạ, dạ, quán tư xì cho công bằng. Quán tư xì cho công bằng. 3, 2, 1. Thắng đi trước. Con phải chọn hàng này với hàng trên nè, an toàn con. Dạ con chọn cô Lý Nhã Kỳ ạ. Trời ơi, quá đáng yêu. Tại sao vậy? Sao con chọn cô Lý Nhã Kỳ? Cô đáng tin tưởng. Con thấy cô dễ thương, rất là đáng tin tưởng. Còn người bên phải cô sao? Dạ lương lẹo con sợ. Lương lẹo sao hết? Không sao hết nghe chị, không có phản ứng, không có sân si với thí sinh. Con yên tâm đi, kế bên là người lươn lẹo sẽ có một người chân thành, mộc mạc. Dạ, tại vì con rất thích ăn đậu mắm tôm. Trời ơi, con ơi, con cứ chọn chú nha, không bao giờ sai đâu. Từ từ, bình tĩnh, từ từ. Con hay ăn ở đâu? Con hay ăn ở Phú Nhuận. Không phải tiểu như Mộng Khoa đúng không? Dạ. À, không sao hết anh, chỉ cần đậu là được ạ. Sắp tới con sẽ đi tại tôi tới quán cửu chú. Sao hôm nay không đi? Tại vì con mắc thi ạ. À, nó cái đoạn đường nó không có trùng khớp cho con đường đi thi đó. Không sao hết, là chỉ cần thích ăn bún đậu là được ạ. Cứ tới với chú nhá. Thưa quý vị, vòng 1 bắt đầu. Câu hỏi dành cho Lý Nhã Kỳ. Nơi nào của Việt Nam được công nhận là một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh theo Forbes của Mỹ bình chọn? A. Phú Quốc, B. Côn Đảo và C. Đà Nẵng. Đà Lạt. Đà Lạt. Thật ra thì là do mình Kỳ cũng đã làm đại sứ du lịch Việt Nam nên là về mặt du lịch là ok luôn. Tại vì nha là nếu mà ở Việt Nam thì tất cả các cái thành phố cũng như tỉnh các này nọ thì cô đã đi qua hết để mà quảng bá. Thì ở Việt Nam thì đúng là Phú Quốc với Đà Nẵng là được Forbes bình chọn. Theo thống kê thì cô biết rằng là Phú Quốc, thành phố Phú Quốc là đã là bãi biển đẹp nhất được bình chọn. Con tin không? Dạ. Con phải tin cô. Không biết không? Chưa mà người ta chưa. Giống như là mà mấy con cáo chuẩn bị ăn thịt. Dạ. Con thấy con bị thuyết phục bởi nhan sắc của cô á, cho nên là con chọn tin cô. Ủa vậy là sao vậy con? Con không có thuyết phục về kiến thức của cô mà con thuyết phục về nhan sắc của cô rồi hả? Trời ơi. Như vậy đáp án cuối cùng là Phú Quốc. Đáp án cuối cùng là Phú Quốc. Xin hỏi tin hay không ạ? Dạ con tin ạ. Yes. Tin đó nha Kỳ. Và sự lựa chọn tên Lý Nhã Kỳ, ai nghĩ đúng ai nghĩ không đúng ạ? À? Em nhớ là Đà Nẵng. Không, Đà Nẵng cũng là một trong những bình chọn, có nghĩa là Việt Nam mình được nhiều bãi biển được bình chọn. Đà Nẵng cũng là một trong những bãi biển được bình chọn. Quan trọng là có nằm trong cái top là 6 bãi biển đẹp top nhất đúng rồi, hành tinh đúng rồi, theo Forbes bình chọn hay không. Chứ còn Đà Nẵng đều cũng được bình chọn, Nha Trang cũng được bình chọn. Lựa chọn tên Lý Nhã Kỳ là lựa chọn. Ở Việt Nam thì đúng là Phú Quốc với Đà Nẵng là được Forbes bình chọn. Không chính xác. Trời ơi. Trời. Anh nói thiệt đó hả? Mỹ Khê đáp ứng đầy đủ các tiêu chí bình chọn cơ bản của Forbes. Ngoài ra tờ Sunday Horizon của Australia cũng nhận xét Mỹ Khê là một trong số 10 bãi biển ở châu Á được yêu thích nhất thế giới. Biết sao Mỹ Khê đẹp không? Cái bờ biển nó lài đẹp lắm. Nó không có bị hụt giống như Nha Trang. Nha Trang hình như là lọt vào mấy chục vịnh gì đẹp nhất thế giới á. Phú Quốc cũng có và Côn Đảo là một trong những biển anh rất là yêu thích luôn á. Anh đứng mà cái nước tới đây mà anh nhìn thấy cái móng chân luôn, ghê không? Đẹp trong, trong thiệt, nó trong khủng khiếp. Mà cá bơi đầy dưới luôn. Mà người Côn Đảo tuyệt vời lắm tụi em. Tụi em ra cái đường mà đường dọc biển tụi em thật không thấy một cọng rác luôn. Phải đi. Ai thiếu điều kiện liên hệ Lý Nhã Kỳ. Ok, mai đi. Mai đi. Nhân sách okay. Đi nha mọi người ơi, đăng ký đi. Rồi, một dấu A dành cho con. Xin chúc mừng. Lực mình. Dạ con xin chọn cô Võ Hoàng Yến. Ồ, chào con. Câu hỏi dành cho Võ Hoàng Yến.
NASA thường cho các nhân viên của mình xem các bộ phim về khoa học không gian của Hollywood, mục đích để làm gì? A. Học hỏi từ phim về tàu vũ trụ. B. Tìm những lỗ hổng của phim. C. Tìm cho mình một vai diễn phù hợp nếu lỡ mai thất nghiệp. Cái vấn đề này thì em nghĩ là trên máy bay còn có phương tiện giải trí mà nói gì trên tàu không gian. Cho nên là chúng ta thường xem những bộ phim, có thể là những giờ rảnh rỗi. Nếu mà có một phương án D thì chắc là để khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp. Hoặc là để buồn chán, có gì mình ngồi mình giải trí đó. A và B đều có khá khả năng thuyết phục. Tuy nhiên B nó sẽ dễ thuyết phục hơn. Tại vì khi mà mình xem nhiều phim, nó sẽ dẫn ra được cho mình những cái mà còn thiếu sót trong những cái con tàu trước hoặc là những cái phi vụ khác. Đáp án cuối cùng là B. B. Xin hỏi con gái con tin hay không? Dạ con tin. Tin. Tin luôn. Tin luôn. Con tin là con sợ. Sao hai bé này dễ tin người quá ha? Dạ tin quá trời tin. Mà sao ta tin mà chị sợ vậy chị? Chị sợ là bé bị tổn thương. Ngày xảy tin Yến không? Dạ không. Không mà từ ngày em đã hiểu trường nhất là Lưu Vũ Lâm á. Lựa chọn tin Võ Hoàng Yến là một sự lựa chọn. Chính xác. Đáp án là tìm những lỗ hổng của phim. Những bộ phim khoa học viễn tưởng luôn mang lại cho người xem những hình ảnh kỳ ảo mới mẻ. Tuy nhiên, qua những điểm bất hợp lý trên phim, các nhân viên của NASA sẽ trau dồi thêm kiến thức của mình. Một dấu O nữa. Và bây giờ mình phải ngăn cản. Dạ, con chọn cô Harry Won. À, sai là bên đó thắng luôn đó nha con. Con có này dễ nè. Dễ không anh? Ai cũng biết luôn. Có nghĩa là gì? Khả năng mình tự biết để không cần nghe lời nghệ sĩ nữa. Dạ. Theo nghiên cứu, để bảo vệ răng miệng, bạn phải chờ sau khi kết thúc bữa ăn 30 đến 60 phút mới được đánh răng, hay đánh răng ngay sau bữa ăn. À, thật ra thì cái răng á, nó rất là quan trọng. Ai cũng biết rồi, cái răng mình á, nó không thể nào mà bằng cái răng, mấy cái răng giả được. Nghe nhạy cảm quá. Nhạy cảm quá, sao vậy? Bảo Lâm buồn kìa, khóc liền luôn. Lâm nhìn vậy thôi chứ răng của Lâm khỏe lắm mọi người ơi. Ở Việt Nam có câu nào hay không nè? Cái răng cái tóc là gì? Cái răng của tóc là gì? Cái răng cái tóc là gì? Cái răng tóc. Cái răng cái tóc là gì? Là tóc răng. Tóc răng. Vậy bạn đã am hiểu ca dao tục ngữ Việt Nam. Mình nghĩ là sau khi ăn. Tại sao ạ? Giác quan mình như vậy. À, giác quan. Trời ơi. Đánh răng thôi mà giác quan thôi ghê không? Không, tại vì bây giờ mọi người nghĩ đi, ăn cơm xong là mình đi đánh răng liền chứ đâu có mắc mớ gì. Mình phải chờ đợi 30 phút. Đúng rồi, tại vì ăn xong là phải chạy xô rồi nên phải đánh răng liền. Không, đâu sao đánh ăn xong mà phải chờ 30 phút mới được đánh răng. Đáp án là ăn xong đánh răng liền cho nó sạch. Dạ, ăn xong phải đánh răng liền. Tin hay không ạ? Dạ. Tin. Năm. Tin đi con. Không tin. Ba. Con là con không tin. Hai. Dạ con không tin. Không tin. Không tin là một lựa chọn. Thật ra thì cái răng á, nó rất là quan trọng. Cho nên mình phải bảo vệ răng rất là kỹ. Mình nghĩ là sau khi ăn. Tại sao ạ? Giác quan mình như vậy. Bây giờ mọi người nghĩ đi, ăn cơm xong là mình đi đánh răng liền chứ đâu có mắc mớ gì. Mình phải chờ đợi 30 phút. Ăn xong mà phải chờ 30 phút mới được đánh răng. Không tin là lựa chọn. Chính xác. Vì các mảng bám trên răng nó có axit, mình đánh răng liền thì nó sẽ bị hư cái men răng bên ngoài. Nên mình phải chờ từ 30, 45 hoặc là 60 tùy vào món ăn. Rồi, một dấu ít dành cho con. Cuộc chơi tiếp tục. Hãy chọn vị trí nào con gái. Con chọn ai? Chú đi con. Con cẩn thận chú. Chú có công an gì làm gì con? Con. Dạ, con chọn cô Khải Như. Cô Khải Như. Cô Khải Như. Nè. Chào con. Về mặt chiến thuật là không hợp lý lắm ha. Có chiến thuật luôn. Ê quá. Xin phép ban tổ chức có thể đổi câu hỏi được không ạ? Tại sao? Vì quá dễ hả? Tại sao vậy? Đụng tới nỗi đau của con nhỏ em tôi. Lại là chuyện chồng con cưới hỏi đúng không anh? Em nói với anh rồi, em không có kinh nghiệm đám cưới nhưng mà em có kinh nghiệm đi ăn đám cưới. Em không có kinh nghiệm yêu thương thiệt là nhiều nhưng em có kinh nghiệm thất tình. Để làm gì nghẹn khúc này? Có gì đâu mà khóc. Làm gì giờ sợ quá, cho đổi chỗ được không? Cho xuống dưới nhà dưới được không vậy? Hầu hết những cô gái có người yêu trẻ là do tính tình không tốt, đúng hay không? Đúng. Ờ, đúng xấu, đúng chị. Thôi. Wow. Đây là một câu hỏi hả anh? Bởi vậy anh nói là anh không dám đọc vì anh sợ đụng chạm tới nỗi đau của em á. Con, cái đó nó không có liên quan gì đến cái chuyện tính tình nha con. Nó liên quan đến cái chuyện ăn ở. Ê, ơ, mày. Trời
ơi, giúp chị cây. 3-4 người luôn á, một hàng. Vừa rồi là câu hỏi cho vui thôi, bây giờ là câu hỏi thật. Ủa? Ủa cái gì vậy? Vừa rồi cũng là một đáp án cho vui thôi nha mọi người. Ngày lễ Valentine đen dành cho đối tượng nào? Đó là ngày lễ dành cho cô. Là lòng cô đen hả? Không, cái ngày lễ đó là dành cho những người thất tình triền miên. Ôi, cái ngày đó là để kỷ niệm cho những người luôn luôn bị thất tình. À, là chữ đen là trong cái chữ đen đuổi hả? Đen là đen đuổi, đen quá. Đen quá, số su cà na quá. Trời ơi, cái hỏi tình yêu này đừng có nghe nhiều nha con. Mà nó cũng yêu lắm nha. Cái đó dành cho những người thất tình. Valentine, Valentine trắng, Valentine bình thường, Valentine đen. Trắng là dành cho cái người hồi đáp lại. Nữ tặng nam, nam tặng nữ. Còn bây giờ á, Valentine đen là dành cho những người mà không có ai tặng, tự mua quà, tự shopping như Lý Nhã Kỳ nha con. Valentine đen là gì mấy? 16 tháng 3. 14 hay 16? 16 tháng 3 sinh nhật em. 16 tháng 3 sinh nhật em. Trời ơi. Ngày đó mọi người có thể tặng quà em, tự coi ngày đó là Valentine đen của em. Trời ơi, nó rơi vô cái ngày đen luôn trời. Đáp án cuối cùng là... đó là dành cho những người mới chia tay người yêu cũ. Chắc chưa? Chắc, đó là đáp án cuối cùng của em. Xin hỏi tin đi không ạ? À? Dạ không tin. Không tin. Không tin. Trời ơi. Tại sao vậy? Sao không tin? Sao không tin? Đây đây có lý do. Con ơi con đừng có vì chú Hoàng Phi mà con không tin cô. Con phải quen luôn. Đó. Em khẳng định luôn á. Sao bé không tin bé? Tại vì theo giác quan của con là ngày Valentine đen không phải là ngày thất tình. Trời tức ghê luôn á. Khóc tám dòng sông chưa? Con còn nhỏ mà sao con biết được? Con bị ế giống cô. Ế giống cô. Con hãy lạc quan lên con mới 17 tuổi rưỡi rồi. Con không ế giống cô Như đâu. Cô Như đã 40 rồi. Ủa em đang nói tuổi của ai vậy? Con mới 38. Không tin Khả Như là một sự lựa chọn. Ồ. Cái ngày lễ đó là dành cho những người thất tình triền miên. Đen là đen đuổi, đen quá. Valentine đen là ngày mấy? 16 tháng 3. 14 hay 16? 16 tháng 3 sinh nhật em. Trời ơi. Ê, bây giờ rồi. Có thể tặng quà em, tự coi ngày đó là Valentine đen của em. Đáp án cuối cùng là... đó là dành cho những người mới chia tay người yêu cũ. Xin hỏi tin đi không ạ? À? Dạ không tin. Dạ không tin. Chính xác. Nhưng mà nó là cái gì anh? Em cũng hoang mang. Này đó không phải là dành cho những người mà thất tình, mà là dành cho những người ế lâu năm, hoặc là những người tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Cô là chủ tịch hiệp hội đó chứ đâu. Valentine đen có nguồn gốc từ Hàn Quốc và là ngày dành riêng cho những người vẫn đang tìm kiếm một nửa hoàn hảo cho mình, hoặc là những người tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Một dấu dành cho con, xin chúc mừng. Con phải chặn ngay, con phải chặn ngay. Con vui lắm thôi. Đúng rồi. Hãy đến với chú bây giờ. Hãy đến với chú nha con. Dạ, con chúc đơn chú Lâm, hãy cứu em đó nha. Lê gì bảo Lâm, trong câu này em hỏi ý mà hỏi Lâm ta. Sao vậy anh, câu gì ạ? Trước khi trở thành siêu mẫu, Thanh Hằng từng là vận động viên trong môn thể thao nào? Trời ơi, quá dễ luôn. Em biết luôn. Quá dễ, đối với câu này thì chú xin biểu diễn. Biểu diễn, Lâm biểu diễn hả? Yeah, sing! Đã bấm với giá cầu, nhảy dây bấm với chú tiệp. Nè nha, nhưng mà em không dám đâu. Anh không dám đâu đi. Không dám đâu, tụi tôi có tiểu phẩm. Nhảy rồi. Buồn nào hơn đêm nay. Buồn nào hơn đêm nay. Để diễn ra. Mệt quá mọi người, kỳ quá à. Chán ghê á. Nếu mà siêu mẫu thì sẽ có câu One to be one stop. Là cái gì vậy? Là cái gì? Who want to be on top? Okay, want to be on top? Cái gì? Là cái gì ạ? You want to be on top. I want to be one stop. Cái gì vậy? Thôi, đẹp kiếm cô anh. Bây giờ. Who want to be one stop? Stop ai? Stop vậy? Là thế. Đi one stop. Ai sẽ là siêu mẫu có đôi môi hấp dẫn nhất showbiz là tôi chứ ơi. Đúng không? Không ạ. Cái đó là chị Xuân Lan thôi. Xuân Lan là có nghề tay trái là không phải là vận động viên. Chị Xuân Lan là bán mỹ phẩm. Còn một thời gian là siêu mẫu Hoàng Yến.
là không có đi diễn, chơi DJ. Thì chú còn nhớ cái thời gian đó là mỗi lần mà chú đi họp đêm với bạn chú đó, đêm thì chú nhìn lên thì thấy Yến bắt đầu cầm cái bàn DJ, đúng không Yến? Giọng xuống đường. Đúng không, cái giọng đường. Và khi mà mỗi lần Yến mà đứng cái bàn DJ thì Yến kêu là cục xin lâu ông Bê Lắc. Đúng rồi. Là cái thời gian đó là hot. Đặt Yến là thiêu mẫu Hoàng Yến. Còn đối với chị Thanh Hằng thì mọi người nhớ cái bài hát là đa đi đa đa đi đa 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 đi đa đa đi đa đa. Làm bài đó có lời. Chương dài. Với cái bộ phim gọi là cái phim gì? Mỹ Nhân Kế là chị Thanh Hằng, Ngọc Quyên, Tăng Thanh Hà, Diễm My. Diễm My mà không có Hoàng Yến. Ủa sao phim không có Hoàng Yến vậy? Không ai mời hết chứ sao? Kỳ vậy? Vậy coi lại nét diễn của mình nha. Đi không? Không, đi đâu? Đi hỏi. Hỏi anh chi? Hỏi cho biết. Chân dài muốn được mời, liêu liêu. Trời ơi. Là cái bộ phim á. Là bộ phim mới rất là hot, là toàn quy tụ những cô gái chân dài mà thôi. Và có một cái cảnh đá cầu rất là hay hoài bờ biển, nhớ mọi người. Nhớ, nhớ, đá cầu đá hay. Mà. Đá là ghê lắm. Búng bạc. Mà chân chị Thanh Hằng được mệnh danh là đôi chân dài nhất Việt Nam không ạ? 1m12. 1m98. 12. 12 hả? 12. Trả lời xong. 1m12. Mà ngày xưa trước khi nổi tiếng là chị Thanh Hằng nằm trong vận động viên đá cầu mây. Cầu mây hay cầu lông gì không biết. Cầu lông 100%. Đá cầu đi. Đá cầu. Vận động viên đá cầu. Đá cầu. Tin chú đi con. Tin đi không ạ? Đá cầu. Tin chú con. Đi con. Đá cầu. Lần này chú đang tin. Năm. Đá chú cầu. Con thấy nhiều rồi. Đúng rồi con. Hai. Dạ tin. 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 Lê Diệu Vũ Lâm là một sự lựa chọn. Chính xác. Yeah. Từng là vận động viên đá cầu năm học lớp 11, người đẹp sở hữu đôi chân dài 1m12 đã đoạt giải nhì đá cầu toàn quốc. Hay quá. Một dấu ít dành cho con. Ok. Rồi. Hãy chọn vị trí để ngăn cản sự chiến thắng. Chơi phải có chiến lược nha con. Chọn chị Puka. Puka. Ủa con kêu cô bằng chị hay chị hay bằng cô? Dạ bằng chị. À bằng chị để mình dễ xưng hô ha. Dạ tại chị nhìn trẻ quá. Người 31. Người 31 tuổi nói chuyện dễ thương ghê á. Trên này nghe nó ấm áp mà nhẹ nhàng. Nhìn vậy đâu có biết ba mấy đâu. Yêu cầu với trật tự chung cư biết trên anh. Người ta giảm cho em 4 tuổi còn 31 đòi gì nữa. Ủa vậy là 32 rồi anh. 4 tuổi. 35. 35. 32. Hùng quá à, bữa hổm đi làm giấy tờ lượt 35. Thôi anh đừng bày người tác, đâu có hỏi giùm em anh ơi. Kìa, khoa nói gì kìa. Em đang ngồi giữa 35 với 32 hả? À. Né qua cái 40 luôn nè. Câu hỏi dành cho Buka. Vào thế kỷ 17, phụ nữ Nhật Bản dùng thứ gì để bôi lên mặt cho da đẹp và tráng sáng? Wow. Quá dễ. Ở Nhật Bản thế kỷ 17. Ở Nhật Bản thì có những cái gì mà nổi trội nổi bật lửa, mà mình bôi nham thạch lên mặt. Sai. Có cái gì nữa ta? Ở hoa, Nhật, anh hoa anh đào. Hoa anh đào. Hoa anh đào cũng là một cái loại hoa rất là đẹp và cũng có thể dùng trong việc làm đẹp. Bôi wasabi. Bôi wasabi. Wasabi không được. Không được hả? Bôi lên cây mặt, cây đồng cá hồi. Sashimi. Hợp lý. Sashimi. Thế kỷ 17 chắc là chưa đâu. Đậu nành. Đậu nành hả? Người Nhật Bản dùng đậu nành rất nhiều từ nhỏ tới lớn. Mọi người quên một chi tiết quan trọng. Gì ạ? Gì? Ở Nhật Bản có một bộ môn rất là nổi tiếng đó là sumo. 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 Bôi mỡ hả? Để được trở thành sumo á là họ phải ăn rất là nhiều. Một bữa ăn của họ có thể là cho 5-6 người ăn được. Cho nên là họ có rất là nhiều chất dinh dưỡng trong người, họ mới to mới khỏe như vậy. Thì tương truyền rằng ở đất nước Nhật Bản xa xôi kia, một ngày nọ ở trong một hội quán sumo đấu vật thì có hai anh sumo đang đấu vật vật vã với nhau. Anh tên gì? Anh sumo đầu tên là Okumuro. Anh sumo thứ hai tên là Okumura. Okumuro và Okumura. Hai anh đấu vật vật vã với nhau. Thì mọi người biết cái sàn đấu vật nó sẽ là hình tròn đúng không? Và khi mà mình đấu xong thì mồ hôi nhễ nhại rồi mọi thứ thì mình phải lao qua, sẽ có cô lao công. Bà cụ lao công 62 tuổi. Bà cụ tên gì ạ? Bà cụ tên là Utsumutsuta. 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 Bà cụ mới lấy cái đồ lao, bà cụ lao. Lao vật vả, mọi người mới vừa đấu xong bà cụ lao. Chợt chân té. Đập cái mặt vô trong cái mình của anh sumo đang ngồi uống nước. Anh sumo tên gì? Hai anh lận.
Okumura. 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 Okumura và Okumura. Trời. Cảm ơn, cảm ơn. Và khi mà đập vô rồi á thì vẫn thấy bình thường thôi, nhưng mà khi trở về nhà rồi 3 ngày sau, bỗng dưng bà cụ 62 tuổi trẻ thành 26 tuổi. Wow. Da dẻ mịn màng ra. Đó là tương truyền thôi đúng không? Tương truyền đó là nhờ mồ hôi của Sumo. Trời ơi. Trời, nó kể chuyện vậy rồi sao tao đây tin là cái trời? Câu chuyện mà vô lý nhã kỳ nè đúng không? Mọi người có biết là khi mà cơ thể của chúng ta sẽ tiết ra những cái tinh túy á, quan trọng là cái mồ hôi của cậu đó là nằm ở vùng nào? Dạ, vùng bả eo. Bả eo mà tin không ạ? À? Dạ con không tin. Đúng rồi. Trời, sao con chữa ơi hay á, mọi người con không tin thì cô chốt đáp án khác. Ở Nhật Bản thì có những cái, em theo như em biết là bây giờ luôn nha, cũng có những cái làm đẹp như là than tre nè, bả rượu sake nè, gạo nè, nước do gạo nè. Thực ra cái đó là có từ ngàn xưa rồi đó. Thì đó, nhưng mà bây giờ họ vẫn sử dụng. Thì có thể là sẽ bả sake. Bả rượu sake. Bả rượu sake là đáp án cuối cùng. Xin hỏi tin hay không ạ? Con không tin. Lựa chọn không tin Luka là một sự lựa chọn. Ở đất nước Nhật Bản xa xôi kia, một ngày nọ ở trong một hội quán sumo đấu vật, và khi mà mình đấu xong thì mồ hôi nhễ nhại được mọi thứ, bà cụ mới lấy cái đồ lao, bà cụ lao trợt chân té, đập cái mặt vô trong cái mình của anh sumo đang ngồi uống nước. Khi trở về nhà rồi 3 ngày sau, bỗng dưng bà cụ 62 tuổi trẻ thành 26 tuổi. Tương truyền đó là nhờ mồ hôi của sumo. Dạ con không tin. Con không tin thì cô chốt đáp án khác. Bả rượu sake là đáp án cuối cùng. Xin hỏi tin hay không ạ? À? Con không tin. Chính xác. Nghe là thấy không tin rồi. Phân chim sơn ca. Wow. Cái gì? Phân chim sơn ca. Chú ơi, làm sao cô nghĩ ra được? Không có được con, cô không có sống trong thời đó. Các nghiên cứu khoa học ngày nay đã chỉ ra rằng trong phân chim có nhiều enzyme tốt cho da, có khả năng loại bỏ vết sẹo và thâm nám, đồng thời còn giúp da căng mịn hơn. Wow. Giờ còn ai sử dụng không anh? Này chắc là cũng dạng như là phương pháp truyền thống ngàn xưa. Chắc cũng phải khử như nào chứ không lẽ đắp lên luôn. Đâu, người ta lấy, người ta tái chế lại. Giống như ở bên Trung Quốc bây giờ người ta vẫn dùng phân bò để người ta ủ rượu đó. Một dấu o dành cho con gái, xin chúc mừng. Gái phải chọn thôi. Dạ, con chọn chú Sơn Thạch ạ. Sơn Thạch, ST Sơn Thạch. Ở Chile có một phong tục đón năm mới khá đặc biệt, đó là gì? A. Ngủ ở nghĩa trang trong đêm giao thừa. B. Tặng chén dĩa mẻ. C. Mua búp bê mới. Nếu như là em vào đêm giao thừa em sẽ đi hát ạ. Phong tục ông ơi, không ai hỏi về ST á. Vậy thì em xin quay lại cái phong tục tập quán ở Chile. Nếu như mua búp bê mới thì lỡ cái gia đình nó tặng trai không thì sao? Thì búp bê thì sẽ, ST nghĩ rằng là nó hơi bị thiên về một giới tính quá, cho nên là ST sẽ loại cái đáp án này. Còn đáp án thứ hai là ST cũng có nghe nói là rất là nhiều quốc gia khi mà mình làm những cái điều gì đó mình muốn may mắn á, mình phải đập chén dĩa. Cho nên là đây cũng là một đáp án rất là khả thi. Dĩ nhiên bây giờ thông báo với các bạn luôn, Trường Giang biết ba đáp án này đều là phong tục đó là mới hết, nhưng mà không biết nó cụ nước nào thôi. Yeah. Em nghĩ là ngủ ở nghĩa trang là cũng là một cái mà nó vừa lạ vừa hay á. Giống như mình được gặp người thân, được ngỡ người thân á. Cái phong tục mà đập chén dĩa trước cửa của hàng xóm á, vào một dịp giao thừa á, là có. Nhưng mà ở một nước khác không phải Chile, em nhớ chắc chắn không phải là Chile. Còn cái tặng búp bê á là không phải là tặng cái búp bê mà quần áo baby kiểu. Đúng rồi, búp bê truyền thống. Giống như ở Nga có búp bê Nga vậy đó. Chile thì chúng ta phân tích đi à, là lê ra cái lăng mộ để mà ngủ. Đúng rồi, mình phải lê ra đó thôi. À, là đáp án cuối cùng của tôi à. Ngủ ngoài nghĩa trang vào ngày giao thừa. Chọn con tim hay là nghe lý trí? 3. Dạ con chọn không tin nữa. Không tin. Không tin là một sự lựa chọn. Không chính xác. Đó, biết ngay mà. Cái gì nó càng vô lý thì nó lại càng hợp lý. Vào đúng 23 giờ ngày 31 tháng 12 hàng năm, người dân thường mang theo bên mình những bản nhạc cổ điển, nến hoặc đèn nhấp nháy để thắp sáng nghĩa trang, với mong muốn phần mộ người thân sẽ không phải lạnh lẽo trong đêm giao thừa. Đã kêu tin đi mà. Chúng ta không ghi được điểm, mình phải tự trả lời ở vị trí Sơn Thạch. Và chúng ta có một cái hướng đi mới, đó là Mạc Văn Khoa. Dạ con thích ăn bún đậu mắm tôm. Trời ơi.
Chào mừng con đến với chú. Năm 2020, Tổng cục Du lịch hợp tác với CNN International ra mắt phim quảng cáo du lịch Việt Nam. Trong bộ phim đó, ngoài mâm cơm, bún riêu, còn món nào xuất hiện? A là bún đậu mắm tôm, B là bún chả và C là phở. Chú nghĩ rằng con cũng sẽ biết đó chính là bún chả. Bởi vì tại sao Obama đã từng tới ăn bún chả? Nhưng chú cũng muốn nói thêm về bún đậu mắm tôm. Trước khi Obama tới ăn bún chả ấy, thì Obama có định ghé quán bún đậu mắm tôm của chú để ăn. Nhưng mà khi chạy cái xe tới ấy, thì cái bề ngang của quán chú có 4 mét thôi, mà cái xe của Tổng thống đi 8 mét 2 lận. Cho nên nó lấp nguyên cái quán của chú luôn. Xe Ben hả? Không, cái xe Tổng thống này viết nó dài cỡ nào. Chị quái thú. Quái thú mà. À, tưởng đi xe Ben. 8 mét 2 là xe container. 6 mét 2. Trời, ăn gian 2 mét của người ta. Bởi vậy Tổng thống mới phải đi ăn bún chả đấy. Và cái món bún chả ấy, chính là cái món quảng cáo hợp lý nhất. Xin hỏi tin hay không? Lý trí con mách bảo có hai đáp án bún thì con sẽ chọn đáp án còn lại. Là nên gì? Là con không tin. Không tin. Wow. Dạ con chọn đáp án nào? Dạ phở. Con chọn là phở hả? Bún chả con ơi, Tổng thống Obama còn ăn mà. Lựa chọn của bé không tin bà Bảo Khoa. Dù bà Bảo Khoa giới thiệu đã dược ngàn lần bún chả, bún chả, bún chả, nhưng bé không tin. Tại sao chứ? Sự lựa chọn của bé là sự lựa chọn. Sự lựa chọn của bé là sự lựa chọn chính xác. Và đáp án chính xác là đáp án bún đậu mắm tôm. Hả? Hả? Tổng cục Du lịch Việt Nam hợp tác với CNN International cho ra mắt một bộ phim quảng cáo truyền hình 30 giây. Trong đoạn clip này, các món ăn dân dã như cơm nhà, hủ tiếu, đặc biệt là món bún đậu mắm tôm đã được chọn để quảng bá về ẩm thực Việt Nam. Và sau đây để tôn vinh món bún đậu thì em có xin gửi tới tất cả mọi người một đoạn rap về bún đậu ạ. Yeah. Dạ. Nếu anh em gần xa có dịp thì ghé ủng hộ bún đậu của Khoa. Hey. Cho mình một bàn thật chất order 5 phút bún đậu có nha, thơm ngon bổ rẻ, không gian mát mẻ, nhân viên vui vẻ tuyệt vời lắm đó nha. Bún đậu Mạc Văn Khoa từ thành phố cho đến miền Tây, mọi người nhớ đến ủng hộ ăn thử một lần chắc chắn là ghiền ngay. Nếu bạn nào thán hoài không đổ bún đậu của Khoa dắt đến liền đây, đặt cho em cái mẹt thật lớn thì chắc chắn sẽ phải đổ liền tay. Không cần vạn lời trang hoa, cũng không cần phải làm mâm thính, dắt xe máy chở nàng đi qua, bún đậu của Khoa chuẩn là bao dính, có 3 chi nhánh Sài Gòn quanh ta và 388 Cần Thơ ở tỉnh. Còn đời của bạn sẽ nở thêm hoa khi ăn bún đậu của Khoa là bao đỉnh, bao đỉnh. Ôi hay quá. Ủa, nghe mệt quá. Vì chén cơm bên áo mà nghệ sĩ chúng tôi nhiều lần thở không được có gì hết. Còn anh, còn nữa kìa. Khoa, chưa hết nữa hả? Bình tĩnh Khoa. Khoa, đọc rap quảng cáo. Bún đậu Mạc Văn Khoa, bún đậu Mạc Văn Khoa. Ờ, bún đậu Mạc Văn Khoa. Dạ hết ạ. Gì? Tụi bé đọc rap trong. Tôi đừng hỏi em vội để em thở xíu đó. Hay quá, hay rồi, quá. Rồi, bây giờ vậy, con là người chiến thắng, bước vào vòng trong để gặp một người chiến thắng ở cái cặp kia. Còn gái, mình sẽ dừng lại và mình sẽ ra về với 40 đồng. Xin chúc mừng con. Cảm ơn tay nữa. Cặp chơi tiếp theo. Vỗ tay nồng nhiệt ạ. Vỗ tay nồng nhiệt cho các em ạ. Xin chào. Rồi mời bạn nữ giới thiệu trước nào. Xin chào anh Trường Giang. Xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Lại Nguyễn Sơn Tây. Em 22 tuổi và em đang là nhân viên ngân hàng. Nhân viên ngân hàng. Hai Sơn Tây mình Sơn Thạch nè. Dạ. Rồi mời bạn trai nào. Được, tên em xin chào anh Trường Giang, chào các chị nghệ sĩ và chào các vị khán giả đang có mặt ở trường quay và đang xem chương trình. Em là Trung Vũ, công việc của em là người mẫu ảnh và song song đó em có làm nhân viên kinh doanh. Kinh doanh và người mẫu ảnh. Rồi, luật chơi thì chúng ta đã biết rồi, quá rành. Bây giờ mình quấn tù xì hay là như nào đây ạ? Em mời người gái đi trước. Mời gái đi trước luôn. Yeah. Hãy chọn. Dạ, dễ. Dạ, em xin chọn chị Harry Won ạ. Harry Won. Vòng 2 xin được phép bắt đầu. Yeah. Câu hỏi dành cho Harry Won. Quốc gia nào hiện có số lượng thú cưng còn nhiều hơn cả trẻ em? Trời ơi.
Mình đã đi nước ngoài cũng rất là nhiều, Hàn Quốc cũng có, và bên Europe, Mỹ, rồi tùm lum tà la quá trời nước luôn. Thì mình mới rút kinh nghiệm là quốc gia Thái Lan. Harry mỗi lần đi du lịch là Harry đi ra ngoài lang thang, đi ra ngoài đường á, thì con mèo quá trời, mà con mèo nó không có sợ người. Đúng rồi, mập. Nó mập u mà nó rất là mê con người. Riết tới mức độ mà mình cảm thấy tưởng là con mèo này là cái chủ tiệm đó nuôi, nhưng mà cái chủ tiệm đó là đây không phải mèo nhà tôi. Cho nên Harry nghĩ là Thái Lan. Cho đến khi Harry đi quốc gia khác, em từng xuống Thái Lan rồi chứ. Dạ. Harry đi quốc gia đó rồi thì Harry mới biết là chỗ đó là dắt chó đi, là đi cái xe của giống như cái nồi á, nồi em bé đó. Cái nồi. Em bé nào mà xài cái nồi? Cái nồi là nồi cá kho, còn cái nồi là đẩy em bé nha. Đúng rồi, cái nồi mà cái đẩy nồi. Á. Sau ra ngoài đâu mới biết là chỗ đó là người ta làm kinh doanh mà người ta còn dắt chó đi theo. Chỗ đó là Đài Loan. Đài Loan, wow. Mình đi chợ Đài Loan á là rất là thấy chó mèo ở ngoài đường đầy luôn, mà không ai sủa con người, mà nó còn làm hề cho con người không cười ai thì có. Không ai sủa con người. Là đúng không có sủa con người. Sủa con người. Đúng rồi. Đó, cho nên đáp án cuối cùng của em là Đài Loan. Em phản đối. Phản đối. Tại vì á, nếu mà hỏi như vậy thì chúng ta phải suy luận đất nước nào là đất nước có ít dân số thì em bé mới ít, thì lượng chó mèo mới nhiều hơn em bé được. Còn Đài Loan quá đông dân số. Mình phải tính về độ tuổi kết hôn và dân số già nữa kìa. Nhưng mà họ sẽ sản xuất ra nhiều em bé, thì em nghĩ nhà máy nào sản xuất? Ý là ba mẹ đó sẽ sản xuất cho con. Dạ này, Buka hay nói về những chuyện này nhỉ? Cho nên là em nghĩ Đài Loan không hợp lý. Bởi vì ít dân số. Rồi, Harry nói là Đài Loan tin hay không? 5, dạ. 4 Em quá rành. Tại vì em là một người rất là mê thú cưng. Người ta làm kinh doanh mà người ta còn dắt cháu đi theo. Chỗ đó là Đài Loan. Em phản đối. Tại vì á, nếu mà hỏi như vậy thì chúng ta phải suy luận đất nước nào là đất nước có ít dân số thì em bé mới ít. Em tin chị Buka nên là em không tin chị Harry. Không tin Harry. Không tin Harry là một sự lựa chọn. Chính xác. Chính xác. Vì quốc gia chính xác phải là Nhật Bản. Theo Hiệp hội Thú Cưng của Nhật Bản, tính đến nay có hơn 21 triệu con chó và mèo được nuôi như thú cưng tại Nhật, nghĩa là còn nhiều hơn số trẻ em của đất nước này. Wow. Nhật Bản em chưa đi nè, không có biết. Không có biết mà nói như đúng rồi. Một dấu ít dành cho em, chúc mừng. Bạn trai thân mến, Trung Vũ hãy chọn vị trí. Em chọn anh ST. ST sao sạch. Khi nhăn mặt và khi cười, hành động nào giúp đốt calo nhiều hơn? Nhăn mặt. Tại hồi nãy em thấy Mạc Nhân Khoa đọc rap lúc đó nhăn mặt rất nhiều à. Mà giờ này Mạc Nhân Khoa rất ốm. Nhưng mà mình phải hỏi là cười, là cười có tiếng hay là cười mỉm chi? Quy định chung là cười. Cười tốt hơn nhiều lắm anh. Đúng rồi. Cười thằng sặc luôn á. Anh có biết hả, nhiều lúc mà em rất khỏe luôn á, mà ai kể chuyện cười em cười hồi em mệt á. Cười mệt. Anh cười mệt thở luôn á. Hồi nãy giống như cái đoạn đầu mà mình giao lưu, mình chơi trò chơi á, em cười hồi em mệt á, em vô đây em ngồi em bụng rụng luôn á. Nhiều lần chị cười mà tuột canxi luôn á. Em nghĩ rằng là cười. Em chọn đáp án là cười. Châu Vũ xin hỏi tin hay không? Tin ST. Đây là một sự lựa chọn. Nhiều lúc mà em rất khỏe luôn á, mà ai kể chuyện cười em cười hồi em mệt á. Anh cười muốn tắt thở luôn á, bứt cái xương sống. Em chọn đáp án là cười. Cười tốn calo nhiều hơn. Và bạn ấy tin. Đây là một sự lựa chọn. Chính xác. Cười liên tục cũng là một cách rất hiệu quả. Khoa học đã chứng minh 50 calo sẽ bị tiêu diệt nếu bạn cười đủ 15 phút. Một dấu dành cho Trung Võ, xin chúc mừng. Sơn Tây hãy chọn đi ạ.
Dạ, em chọn anh Dương Lâm Đồng Nai ạ. Theo nghiên cứu của Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne, cài chuông báo thức bằng loại âm thanh nào khiến cho chúng ta cảm thấy bớt uể oải và mệt mỏi khi thức dậy? Cài tiếng ngái của vợ. Lúc khi mà ngái mà nghe không có nghe mệt hơn. Hợp lý, hợp lý. Mệt không? Cài tiếng ngáy là vô cùng hợp lý. Đỡ uể oải và đỡ mệt thì mình cài nhạc thiền. Nhạc thiền là sao vậy? Nhạc thiền là ngủ luôn đó. Nhạc thiền sao vậy? Ấy là thức dậy trong thanh thản. Cài tiếng chó sủa. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Ví dụ nè, Khoa. Khoa ngủ nè. Không, sợ giật mình. Em nghĩ là anh nên ghi âm cái đoạn hát của em. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, là những bông hoa ngày. Em ơi, hư nguyên ngày luôn đó. Chọn em hư nguyên ngày đó. Cũng không được luôn. Tiếng nào góp ý dùm giam được không? Con chim. Tiếng con chim. Chim gì? Bắt lại con chim. Nghe sợ quá luôn. Con chim hả? Là gì? Chọn cho em một con chim được không ạ? Mình nghe tiếng con chim, thích con chim này. Là con chim đó là kêu là kiểu vậy đó. Em chọn con chim. Là tiếng chim hót. Tên hay không ạ? Dạ. Em không tin. Không, chị đã nổi. Vậy anh nổi. Anh dở rồi. Giờ mới đáp án chính xác nè. Tiếng âm nhạc. Âm nhạc tên hay không ạ? Dạ. Đáp án của em cũng không có gì thay đổi ạ. Dạ. Lựa chọn của sân tay, xin chúc mừng. Lựa chọn không chính xác. Thấy chưa? Sao không tin anh vậy? Khi mình thức dậy bằng một cái bài nhạc mà mình thích đó, cái sự nhẹ nhàng, cái sự mềm mại của trí não, nó kích thích một ngày làm việc nó thư giãn mới lắm. Và nó bớt mệt mỏi trong người đúng, mình lắm. Đúng, chính xác. Chứ đẹp, nếu buổi sáng nào mà dậy là Hôm qua đi đâu mà về trễ như vậy là nguyên ngày đó hư luôn. Với lại hạn chế báo thức bằng cái tiếng mà tiếng còi á, nó có rất là nhiều tiếng qua 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 hay là giật mình đó. Mấy cái tiếng đó nó làm cho mình dễ bị căng thẳng buổi sáng. Đúng rồi, tại vì âm nhạc á, mình lựa cái bài mà nhẹ nhàng là mình sẽ dậy rất từ từ. Giống như cái bài cái đó là không nên chọn, ý em là vậy. Và nghiễm nhiên Trung Vũ có một dấu O tại vị trí Lê Dương Bảo Lâm. Và con đường chiến thắng đang chờ đón từ quyết định số phận tại vị trí của Hoàng Phi. Trời ơi đi đợi làm gì vậy hả? Lần đầu tiên cái bài của mình nhà tôi là mọi người có khách rồi. Chất thải phô mai ở Pháp được dùng để làm gì? A. Sản xuất điện. B. Túi đặt ngực. Và C là kem dưỡng da. Anh nghĩ là làm túi đặt ngực. Túi đặt ngực đâu? Đúng. Đâu? Ở đây em có, em biết là tổng cộng có ba bốn túi gì đó, phải không? Có. Nhưng chị không nha. Em ở nói chung em nghe mùi phô mai. Em đứng gần Buka em nghe mùi phô mai. Em làm gì có mùi phô mai? Phải không? Không. Vậy chỉ có mùi gì? Mùi gì? Silicon. Vậy là anh nghe có mùi phô mai ở đây hả? Chung cư là có mấy bệnh. Tóc đếp mai, mùi mai. Không, chị không có. Nghĩ là túi đặt ngực, tại vì cái bã phô mai nó có nhiều cái chất lắm, nó sẽ làm tốt cho da và nó tạo cái khuôn đẹp hơn. Trời ơi. Nếu mà dưỡng da thì cái cuối cùng nó có dưỡng da rồi nha. Tại vì nó có cái chất béo. Chúng ta phải xác định phô mai làm từ gì. Phô mai làm từ sữa. Thì gắn ngay chỗ nào tuyến sữa hoành hành nhất. Đúng. Để cho khi có con á, con ấy luôn. Uống phô mai luôn. Đúng rồi. Thôi, tào lao quá. Phi, hãy lựa chọn. Làm điện có điên, cái đem phô mai đi làm điện. Em nghĩ làm điện á anh Phi. Hả? Em nghĩ làm điện á. Phô mai làm điện. Anh vẫn chọn túi đặt ngực nha. Túi đặt ngực. Anh vẫn có lòng tin vào chuyện đó. Xin hỏi
tin hay không? Em tin. Tin. Rồi, cấp đâu đây? Tại sao người ta có thể lấy một chất thải bỏ vô cơ thể một người phụ nữ được? Lựa chọn của Phi được sự đồng tình của Trung Vũ, đó là chất thải phô mai làm túi đặt ngực. Chúng tôi sẽ liên hệ chị Lê Giang để làm rõ vấn đề này. Đây là một sự lựa chọn không chính xác. Cái câu của ca hay nè. Làm gì mà lấy một cái chất thải nhét vô cơ thể một người phụ nữ được? Rất vô lý. Em nghĩ làm điện á. Đáp án là sản xuất điện. Đấy. Thấy chưa? Để sản xuất ra điện, nhà máy ở Pháp đã sử dụng nước sữa dư từ việc sản xuất phô mai Belfort, một loại chất lỏng được sản xuất trong quá trình làm phô mát mà thường bị đổ bỏ. Khí ga sinh học được sản xuất từ dung dịch này đủ để vận hành một khu dân cư khoảng 1.500 người. Ghê. Như vậy là một dấu ít thuộc về Sơn Tây. Xin chúc mừng. Xin lỗi em. Kết thúc cuộc chơi. Là Khả Như. Theo tạp chí The Guardian, trò giải trí yêu thích của cụ bà Ken Tanaka, 117 tuổi, thích uống nước ngọt và chơi gì? Cụ bà cho 17 tuổi thích chơi gì nha? Cụ bà đó sống lâu và cụ bà đã tiết lộ một cái bí mật rất là hay, và tất cả mọi người khi mà tìm hiểu lại cảm thấy rất là hay, đó là vác cây cơ đi lên trên đỉnh núi và chơi bida. Vậy hay tới quá. Gì vậy? Cái tới vậy thương. Ở dưới núi không có bàn bida hả cậu ơi? Tại vì cái gu của cụ với lại lên trên đó rất là thoải mái. Người ta nói là đứng trên cao mọi thứ nó sẽ nhẹ nhàng hơn, và quan sát giống như mình giờ mình đi lên Đà Lạt mình cũng thấy thoải mái hơn. Thì cụ già đó là thật sự là leo lên núi cầm cây cơ. Hay là cây cơ đó để chống rồi đi lên đó, hay là lên đó để sử dụng? Anh Vi làm em nhớ ra rồi, hình như là không phải là thùng pizza mà là chống đi lên núi nha. Chống đi lên núi nha. Chống đi lên núi và cụ già lên trên đó để chơi cờ cho em. À, chơi cờ. Chơi cờ là lựa chọn của Khả Như. Sơn Tây tin hay không? Không. Dạ không ạ. Không tin Khả Như. Trời, tao nói chuyện chân thành như sao không tin em. Không tin Khả Như là một sự lựa chọn. Cụ già đó là thật sự là leo lên núi cầm cây cơ, chống lên núi và cụ già lên trên đó để chơi cờ với em. Không chính xác bạn. Thấy chưa? Em thấy mấy ông già ngồi chơi cờ nhau không? Sống rất là thọ, tịnh tâm. Đúng rồi, đúng rồi. Tanaka sinh ngày 2 tháng 1 năm 1903 và đã sống qua 5 triều đại tại Nhật. Bà thường chơi cờ với những người cao tuổi khác và có sở thích ăn sô-cô-la và uống nước ngọt. Wow. Như vậy, một dấu O đã thuộc về Trung Vũ. Còn chờ gì nữa? Em cho một chị Võ Hoàng Yến. Võ Hoàng Yến. Bà sẽ cố gắng giúp em chiến thắng nè. Trời ơi! Trời ơi! Cái gì vậy? Quá dễ! Quá khó! Câu này rất nhiều người biết. Em sẽ biết câu này. Ở châu Âu, công trình nổi tiếng nào cứ đến mùa hè sẽ dài hoặc là cao thêm khoảng 15 cm? Ở châu Âu là gồm những nước nào? Pháp nè, rồi Ý, Đức, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha. Rất là nhiều cái. Em có nghĩ ra một công trình nào trong đầu chưa? Có rồi, rồi hãy nói cẩn thận. Tại vì bạn đã biết rồi. Ở Anh mà chúng ta có những thứ ví dụ như là có cái tòa, có cái tháp Big Ben, là cũng là một cái tháp bằng Big Ben, là một cái tháp mà cứ đến giờ nó rung. Nhưng mà liệu nó có dài đâu không? Nhưng mà liệu nó có dài đâu không? Thì đó, tháp nghiêng thôi. Tháp nghiêng. Tháp nghiêng. Cứ mùa hè là nó nghiêng không? Không. Tại vì mọi người phải hiểu là những cái gì mà nó có thể dài, nó dài được, nó phải có độ giãn nở. Đúng rồi. Anh tự hào về em á. Những thứ nó phải giãn nở được. Mà cái gì giãn nở được trong mùa nóng thôi? Mà giãn nở là nó phải là cái gì? Băng, kim loại. Anh lại làm em nghĩ cái khác nữa. Anh tự hào về em. Mà cái gì là bằng kim loại mà khá nhọn nhọn dài dài? Một cái tháp. Tháp? Mà tháp gì vừa nhọn vừa dài ở châu Âu? Tháp Chàm. Chứ ông mà thiết kế là cái tháp này cũng thiết kế cái thử thần tự do đó. Tháp Eiffel. Đúng rồi, là tháp Eiffel đó. Lựa chọn cuối cùng là Eiffel. Eiffel. Bây giờ bắt đầu anh hỏi là gì của Lâm nè. Lâm là người uyên bác, biết rất nhiều thứ. Cái gì anh? Tháp Eiffel ở đâu? Tháp Eiffel ở Bordeaux. Bordeaux nha. Bordeaux nha. Bordeaux.
Xin hỏi tên hay không ạ? Em tên. Vì sao? Trời khi cái trời trời nóng nó sẽ độ kim loại thường nó sẽ có độ giãn nở ra. Nếu chính xác thì mình chiến thắng bước vào vòng trong. Nếu không chính xác thì một dấu ít thuộc về sân Tây và chúng ta lại tiếp tục đến với Lý Nhật Kỳ và lựa chọn tên của Hồng Yến là một lựa chọn. Cái giãn nở được trong mùa nóng có kim loại. Mà cái gì là bằng kim loại và cái nhọn nhọn dài dài? Một cái tháp. Tháp Eiffel. Đúng rồi, là tháp Eiffel đó. Chính xác. Do tháp được làm hoàn toàn bằng sắt và kim loại nên chiều cao của tháp sẽ bị ảnh hưởng khi nhiệt độ thay đổi bởi hiệu ứng giãn nở nhiệt. Vào mùa hè, tháp Eiffel cao hơn khoảng 17 cm và mùa đông độ cao của tháp giảm từ 10 đến 20 cm. Như vậy là Sơn Tây sẽ dừng lại ở đây. Trung Vũ sẽ bước tiếp vào vòng trong gặp người thắng ở cặp đầu tiên. Sơn Tây sẽ mang về tiền thưởng từ chương trình là 40 đồng. Xin chúc mừng. Bây giờ thưa quý vị là trận đấu của Hiếu Nhi và Trung Vũ. Xin hỏi ai đi trước ạ? Em vẫn nhiều người anh gái. Mời cho Hiếu Nhi hãy chọn vị trí. Dạ em cảm ơn. Con sẽ chọn lại vị trí của em con. Chọn cô Lý Nhã Kỳ. À, tại vì em con sai ở đó thì con muốn đúng chỗ đó. Vòng thứ 3 bắt đầu. Rồi, cô chị sẽ sửa sai cho cô em. Bộ phận nào bên trong cơ thể có khả năng nổi trên mặt nước? Hả? Hả? Trời, trời ơi, ơi. Không, em đã thấy rồi. Ở đây này. Không, hả? Hai chỗ, hai chỗ. Cái bên trong. Theo kinh nghiệm của em, khi mà em không biết bơi em rớt xuống thì cái vòng 1 em nổi lên trước. Hay quá. Ủa tại sao lại vòng 1? Bộ phận trong cơ thể mà. Có ai đã từng mổ gà, mổ vịt hay là mổ heo chưa? Em không có mổ nhưng mà em biết cái gì nó nổi. Cái gì em? Cái phổi. Cái mẹ không nổi, cái gan không nổi, cái tim không nổi mà em thấy mẹ em hay làm á. Cái phổi nó nổi lình phình. À, ok. Lý Nhã Kỳ hãy lựa chọn đáp án cuối cùng của mình là phổi. Phổi. Bé gái tên hay không? Dạ. Con Tinh. Tinh. Bé Tinh, phổi là bộ phận duy nhất bên trong cơ thể có thể nổi trên mặt nước. Đây là một sự lựa chọn. Chính xác. Dễ mà. Quá đơn giản. Phổi là cơ quan duy nhất trong cơ thể nổi trên mặt nước. Phổi chứa khoảng 300 triệu cấu trúc giống bong bóng, còn gọi là phế nang, giúp trao đổi carbon dioxide trong máu với oxy. Nếu các phế nang chứa đầy không khí thì phổi có thể nổi trên mặt nước. Một dấu đầu tiên thuộc về con gái. Chúc mừng con à. Trung Vũ. Em sẽ chọn anh Lê Dương Bảo Lâm. Lê Dương Bảo Lâm. Trời ơi, câu này không cần phải nhờ Lê Dương Bảo Lâm đưa ra một cốt truyện gì quá khủng khiếp. Cái này thì ai cũng biết rồi. Mời anh. Để thực hiện MV đầu tay Hoa Tuyết. Hoa Tuyết của ai? Của ai vậy? Harry Won. Harry Won. Hả? Hả? Ủa em không có MV đó hả? Anh mắc bỡ ngỡ kìa. Hình như có. Cái MV mà lúc đó chị còn ú ú tròn tròn dễ thương á. Ồ, hình như có. Dạ, hình như có. Ồ. Để thực hiện MV đầu tay mang tên là Hoa Tuyết, Harry Won đã phải làm gì liên tục trong một tháng? Mượn tiền để quay MV. Mượn tiền để quay MV. Tại mới qua Việt Nam nó chưa có tiền. Lúc đúng không chị? Lúc đó chị mới qua Việt Nam đúng không? Chị còn khổ mới, đúng không? Mới quay lại. Mượn tiền gì mà cả một tháng? Mượn trong suốt một tháng không ai cho. Ừ, không qua đây là nó là cái không quen ai đâu. Cho nên mới đi mượn tiền một tháng. Nhưng mà cái luyện giọng là nó hợp lý hơn. Một là mượn tiền, hai là luyện giọng. Đừng để câu hỏi gạt nha. Câu hỏi như vậy là có thể gài đó. Làm gì liên tục trong một tháng? Em nghĩ là thở không hả? Bình thường bấm thở à? Bình thường bấm thở à? Không, nhưng mà nó khớp với cái câu đáp án câu hỏi nữa không? Nhưng mà cho anh hỏi này, Harry đã nhớ bài Hoa Tiết chưa? Dạ em nhớ. Hoa Tiết là phiên bản tiếng Việt của bản ballad khá nổi tiếng là Yukino Hana. Ủa vậy hả? Không, chị đang xạo đó, đang diễn đó.
Đúng rồi, hình như cái bài đó là xuất phát từ bên Nhật Bản, sau đó thì Hàn Quốc chế lại, sau đó là Việt Nam chế lại. Bài hát chủ đề của bộ phim Sorry I Love You. Đúng rồi. Từng hạt tuyết rơi ta da 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 có nhau. Đó là vậy đó. Ta da 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 da. Đó. Chị nghĩ là Harry trong vòng một tháng nó tập tạ, tập gym cho ốm cho đẹp để mà quay MV. Anh à, nãy giờ anh gom hết tất cả ý mọi người lại, anh nói là trong vòng một tháng đó là Harry Won chuẩn bị để quay MV. Anh dùng từ chuẩn bị đi, làm cái gì thì làm. À, không, phải đi vào chi tiết. Luyện tiếng Việt. Tại sao phải luyện tiếng Việt? Tại vì tiếng Việt không rành. Harry bị gì? Đúng. Đâu, Harry hát sao, là em hát thử coi. Tình yêu ta hê, ôi hê hòn, hê nữ nhớ. Em lắm, xúc phạm. Rồi, thì lựa chọn cuối cùng của Lâm là gì? Em nghĩ là ban đầu Harry qua đây, Harry rất mập. Thời gian đó Harry dành để giảm cân, để mà xuất hiện trước công chúng hả? Giảm cân. Giảm cân. Trong vòng một tháng liên tục, tin hay không ạ? Em không tin. Không tin. Phương án cuối cùng là giảm cân và không tin. Chính xác. Nhưng dành một tháng học tiếng Việt là đúng. Harry kể đi nào, Harry kể đi nào. Nói chung là em tới bây giờ vẫn vậy nha, em muốn thuộc một bài hát tiếng Việt á, em phải tập hát cái đó hơn một tháng em mới thu được. Từ ngày xưa tới giờ cái bài hát tiếng Việt nào mà bây giờ em cảm thấy khó nhất, mặc dù bây giờ nó thuộc rồi mà vẫn thấy khó nhất? Phát âm cái chữ ngờ. Ngờ anh, giống như là nó nhưng có mà cái tới thi là mình ngô nghê hay chị? Ngơ nghê. Ngẫm nghĩ. Tại vì cái chữ ngờ tiếng Hàn Quốc nó không có cái phát âm đó. Cho nên người Hàn Quốc nếu mà nói về con người đi thì người ta là con ngựa ứng ơi thì có thể, còn nếu mà chữ ngờ ngờ thì nó không có. Khó lắm luôn á. Chúc mừng Trung Vũ, may mắn mang về thêm một dấu nữa. Con chỉ có một con đường để đi thôi. Con đường con chọn là siêu mẫu. Ồ, chào con. Võ Hoàng Yến. Không biết là cô sẽ đem được gì chiến thắng cho con hay không đây. Tên gọi của giống bưởi năm roi có nguồn gốc từ đâu? Phải nói là về ngày xưa khoảng thế kỷ 19 là có cái ông này, ông tên là Văn Bưởi. Ông vô tình tìm được một cái loài trái cây rất là ngon. Ông lấy cái hạt về ông trồng thì cái hạt đó mới nảy ra một cái cây có cái da xanh ở ngoài. Hiện hàng xo con nít, mấy đứa nít á hái cái bưởi của ông. Ông mới nói, ông mới hăm he là tụi bay mà hái cái cây của tao nữa là năm cây roi nghe chưa. Từ đó tên bưởi năm roi ra đời. Cô nói thiệt. Nói chung là năm cây roi đúng không? Đúng. Con có tin hay không? Con không tin. Không tin. Trời ơi. Chết con rồi. Đây là một lựa chọn không chính xác. Nó thấy chưa? Cô nhìn cái mặt cô nói thiệt như vậy mà. Thực ra Yến kể câu chuyện là truyền thuyết đó. Câu chuyện nó đúng luôn. Ngày xưa ông nói tên là bưởi. Bưởi bắt đầu tới mùa thì xung quanh đó có nhiều người tới lấy ăn. Thì ông nói nào lấy ăn thì quýnh năm roi. Cho nên sau này người ta đặt tên là ông này có bưởi, bưởi năm roi cơ. Và như vậy là con vô tình để người ta lấy một dấu rồi. Ây trời ơi. Kết thúc cuộc chơi tại vị trí của Khả Như. Chào em. Câu hỏi dành cho Khả Như. Buka chắc chắn biết. Yeah. Ủa Buka biết hả? Phụ chị nha em. Ok để em. Ca sĩ Đan Trường. Dạ. Anh Bo từng được báo chí Đài Loan đặt cho biệt danh gì? Trời ơi, tuổi thơ em. Lâm, thuộc bài nào của anh Đan Trường không? Hit Special. Dạ, hát rồi. Anh hát đi em tém mái cho. Trẻ mái mới hát được hả? Từ khi em không còn về quay sân, là lần xa phố nghe xuân văn yên đềm. Có con phố ngoài hiền dường như mưa cũng thấy em. Anh Đan Trường xuất hiện giống như là một hiện tượng làm ngây ngất lòng người, trong đó có chị. Cũng một thời điểm đó, cách đó không lâu, cũng có một nhóm nhạc rất là nổi tiếng. Người ta hay gọi là Tứ Đại Thiên Vương. Tứ Đại Thiên Vương. Trong đó có ai? Trương Ngọc Hữu, Lưu Đức Hòa, Lê Minh và Quách Phú Thành. Và anh Đan Trường được gọi là Thiên Vương thứ 5 bị lạc qua Việt Nam. Oh. Wow. Em tin chưa? Em tin chị. Vậy chị đổi câu hỏi, đổi đáp án. Đổi đáp án. Ủa gì kỳ vậy? Ta tin mà đổi đáp án. Đổi đáp án. Đổi đáp án. Ai mà gọi là Thiên Vương thứ 5? Như 5, thứ 6, thứ 7 chủ nhật nghỉ hả? Đáp án cuối cùng là Lưu Đức Việt Nam. Hợp lý. Hợp nhưng lý mà nha. Anh Đan Trường nó có giống. Nói tới đây mà em không tin tôi là thôi luôn á. Sao? ST thấy sao? Em thấy mặt anh Đan Trường không có giống. Giống Quách Phú Thành. Bạn Khả Như cho đáp án là tin hay không ạ? Em tin. Vì sao tin?
Chị đẹp chị có quyền. Đó. Chị đẹp chị có quyền. Và quyền của chị là làm cho em sai. Không chính xác. Yeah. Vậy mà cũng tin được. Đơn giản như ST nói, cái mặt anh Đăng Trường đâu có giống mặt anh Trường, là mặt BP. Không có một nét nào giống luôn. Thời điểm đó, một cái người Hàn Quốc rất nổi tiếng ở bên Đài Loan, đó là Bae Yong Jun. À. Bae Yong Jun của Việt Nam là biệt danh báo Đài Loan đặt cho anh Đăng Trường, vì mặt anh Đăng Trường rất là baby. Baby giống như Bae Yong Jun gì đó, người đàn ông không có tuổi. Xin lỗi em nha, chị cũng không biết. Một dấu ít đã thuộc về Hiếu Nhi. Mời Hiếu Nhi. Dạ, con chọn chú Hoàng Phi. Hoàng Phi, đường đi ngang. Wow. Làm việc. Ê, cái này là Phi mình quá rành rồi. Tuổi thơ cũng như đàn ông của chúng ta đều trải qua. Nếu xung quanh có quá nhiều nữ sinh xinh đẹp thì thành tích học tập của nam sinh sẽ tốt hơn hay kém hơn bình thường? Thật ra người lớn thì hay nói là đừng có yêu, đúng không? Tại vì yêu sẽ làm ảnh hưởng tới việc học. Con có nghĩ vậy không? 50-50 chứ. Nhưng mà người lớn sai rồi con. Trời ơi. Nhưng mà người lớn sai rồi con. Trời, người lớn sai rồi con. Thật ra đối với chú là chú đi học mà chú cảm thấy là khi mà chú thích một cái bạn nữ nào trong lớp á, thì chú có cảm giác là chú thích tới lớp hơn. Chú thích học bài, thích trả lời câu hỏi. Đúng rồi, tạo nét, tạo nét. Bởi vậy tạo một cái điểm nhấn để cho cái bạn đó nhớ tới mình. Nhưng thường thì chỉ có giám thị nhớ thôi. Chỉ có giám thị nhớ thôi. Nhưng chú nghĩ là cái việc yêu thích một cái bạn nào đó, cái chuyện tình cảm thì chú nghĩ là có lợi cho việc học. Mình sẽ có lý do để tới trường hơn, đúng không? Đó. Là sao? Tốt hơn. Em nghĩ là tốt hơn. Tên hay không ạ? Dạ, con tin. Tin. Vì con cũng đang học tốt hơn phải không? Dạ, con học dạ học sinh giỏi 12 năm. Trời ơi. Rồi. Hay quá ha, chứ hồi xưa cô đi học cô yêu cái cô học dở liền luôn á. Hồi xưa em đi học ở trong lớp em chỉ có một mình em là nam thôi, còn lớp mình thuật á là toàn bộ là nữ hết, cho nên em bắt buộc em phải học rất là tốt để mà hả lấy oai á, chứ không mà là kỳ lắm. Mà bị huê á. Ngày xưa em đi học á tại em xấu á, xung quanh em trai đẹp không cho nên em học giỏi lắm. Ủa sao đó em nói em hot girl rồi lớp? Sao xưa nói hot girl bà? Hot girl tự phong. Hot girl tự phong. Như vậy là bé đó tin vào Hoàng Phi và đây là một sự lựa chọn. Chính xác. Có dễ mà, có gì đâu, quá dễ. Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã phân tích điểm thi đọc của hơn 200.000 học sinh 15 tuổi và kết quả cho thấy những trường có tỷ lệ nữ từ 60% thì điểm số trung bình của học sinh sẽ cao hơn và tạo nên những kết quả học tập tích cực cho nam sinh. Thật sự là vậy. Ngày xưa đi học mà thấy nhỏ nào đẹp đẹp mà được ngồi cạnh bên là về phải mặc đồ sao rồi chữa cho hàng sao rồi. Với lại nữ cũng vậy nữa. Đúng ngày rồi. Xưa đi học em cũng là động lực cho các bạn nữ trong lớp. Cái gì vậy? Em cũng là động lực cho các bạn nữ trong lớp. Cái gì vậy? Một chút dành cho con, xin chúc mừng. Rồi. Em chào chị Harry Won. Harry Won. Yeah. Câu hỏi dành cho Harry Won. Quyết tâm phá. Khi nói dối, mũi của chúng ta sẽ co lại hay dài ra? Thật ra thì theo Harry á, là Harry rất là ấn tượng về một cái câu chuyện. Trên thế giới ai cũng biết cái câu chuyện đó cả. Một cậu bé từ nhỏ không? Là rất là ngoan ngoãn, nhưng mà bạn đó có một cái tật rất là xấu là cứ nói dối. Mà mỗi lần nói dối là cái mũi nó càng ngày càng dài ra. Và Harry nghĩ là cái đó chắc chắn có phải có một cái căn cứ gì đó thì mới có cái câu chuyện đó, đúng không? Chính vì điều đó cho nên Harry chọn cái đáp án là mũi nó sẽ dài ra. Dài ra. Em không tin. Không tin. Anh dụ như là mũi sữa nó có dài ra nữa không? Cái đó liên hệ với Lê Diệu Bảo Lâm. Cái đó liên hệ với Lê Diệu Bảo Lâm. Không tin Harry Won. Mình giờ mình nói dối thì nó bệnh bình thường thôi anh, nó đâu có dài ra được hay là gì đâu. Nó dài thì em cũng đâu có biết. Em có dài chút xíu thôi. Có nghĩa là nếu mà tỷ lệ đó, cái nhà khoa học người ta tính được, nó dài ra nửa ly thì mình cũng đâu có biết, như là cũng nó dài ra rồi. Em cũng nghĩ nó co lại. Co lại bởi vì người ta nói là mình căng thẳng mà mình nín thở là cái mũi mình nó sẽ tụt vào trong chứ. Và đây là một sự lựa chọn. Chính xác. Nãy giờ là hên mấy lần rồi nha. Quá trời hên luôn. Đáp án nó sẽ co lại. Nhà khoa học thuộc trường Đại học Granada của Tây Ban Nha chỉ ra rằng hiện tượng này hoàn toàn có thể xảy ra. Kết quả chính xác lên tới 80%. Khi một người nói dối, nhiệt độ của đầu mũi giảm 1,2 độ C là nó sẽ co lại. Co lại là co về nhiệt độ. Chúng ta được một dấu.
họ chọn tòa tướng tại vị trí 21. Rồi, lại tiếp tục ngăn chặn. Dạ, con chọn chị Buka. Buka. Trời ơi. Dễ hả anh? Đố về ca sĩ đẹp trai trong bài hát Bông Hoa Đẹp Nhất của Quân AP, lý do chia tay của hai người là gì? Câu này quá dễ luôn á. Là bị cấm sừng. Cấm sừng ai thì cấm chứ, anh đừng cấm sừng em anh nha. Tào lao. Cấm sừng em, cấm sừng em. Ủa, mà con biết cái bài đó không? Dạ. Bông Hoa Đẹp Nhất. Lý do chia tay là gì em biết không? Biết không? Biết không? Vì em không yêu anh như anh yêu em. Đó. Vì em xem anh gì chỉ là nhất thời. Nên là chia tay, đúng không? Nên là chia tay. Mà sao cái bài gì nó ngang dữ vậy ta? Không, anh... Em nhờ mấy anh phòng dựng á, cắt cái đoạn của Quân AP hát vô mà em nha. Đúng rồi. Dạ, để ta hình dung ra được bài đó. Đâu, chứ... bé hát lại câu nãy nào. Vì em không yêu anh như anh yêu em. Vì em xem anh chỉ là nhất thời. Đó, là đáp án của Buka. Em thấy sao? Dạ em... Tin chị không? Em tin chị. Tin. Wow. Đây là một sự lựa chọn. Chính xác. Bây giờ chỉ còn một phát nữa thôi. Một phát nữa là coi như là em chọn anh Bạch Khoa. Là để chặn đó hả? Để chặn tiếp. Chứ. Cổ của hươu cao cổ và cổ đàn ông có điểm gì chung? Câu này thú vị nha. Wow. Cái nó có trái cổ á như. Có trái cổ. Có trái cổ. Thật sự thì anh coi thế giới động vật từ lúc 2 tuổi lận. Trong cái tất cả thế giới loài vật đây thì anh yêu thích là con hươu cao cổ nhất. Tại sao? Bởi vì ngưỡng mộ cái cổ nó dài quá. Ngày xưa là cổ em cũng dài lắm. Nhưng mà từ hồi mà cưới vợ ấy, đội vợ lên đầu nhiều. Đội vợ lên đầu nhiều. Đội vợ lên đầu nhiều. Cho nên cổ nó càng ngày càng thấp lại. Nhưng mà có một cái điểm chung giữa con người và con hươu cao cổ ấy là nó có cùng số lượng đốt sống cổ. Ủa vậy với kinh nghiệm 2 tuổi đã coi thế giới động vật Discovery. Tin anh. Đáp án cuối cùng chưa ạ? Có cùng số đốt sống cổ. Cuối cùng chưa ạ? Cuối cùng ạ. Cuối cùng. Cái gì càng vô lý thì nó lại càng hợp lý. Tin hay không ạ? Em không tin. Không tin. Không tin. Không tin. Không tin. Không chính xác. Trời ơi em ơi. Có cùng số lượng là số 7 đốt sống cổ ha. Cái gì càng vô lý nó lại càng hợp lý em hiểu không? Cổ của hươu cao cổ và cổ của đàn ông có cùng số lượng đốt sống cổ là số 7. Theo các nhà nghiên cứu, chim, bò sát và lưỡng cư là những loài có số lượng đốt sống cổ khác nhau. Nhưng đối với loài động vật có vú như con người và hươu cao cổ thì chỉ có 7 đốt sống ở cổ. Con hiện tại phải trả lời ngay tại vị trí Mạc Văn Khoa để là người chiến thắng. Wow. Câu hỏi dành cho Mạc Văn Khoa. Câu này chắc Khoa biết. Câu nào cũng chẳng biết. Nó liên quan tới cuộc sống hiện tại. Người nước nào phát minh ra tả dùng một lần? Em nói thật, bây giờ em đi chơi game show hay là đi ra ngoài đó, nhưng trong đầu em toàn tả không anh ạ? Bây giờ là một ngày là thay tả cho con không biết bao nhiêu lần luôn. Mà mình không chỉ thay tả, mình còn đi kiếm tiền để mua tả nữa. Và đất nước mà phát minh ra tả đó chính là Nhật Bản. Vì sao? Dân số nó không có trẻ thì hiểu không? Dân số già đó. Cho nên là người ta mới phát minh ra tả. Hợp lý không? Không. Không. Làm sao mà hợp lý được? Hợp lý mà, hợp lý. Đúng mà không? Tại vì ở Nhật Bản người ta hay phát minh ra những cái phát minh mà khó hiểu. Ở nước Nhật có nhiều phát minh khó hiểu. Với lại đúng đâu rồi. Phải là tả chỉ dành cho trẻ em đâu, đúng không? Nhưng mà đó đúng là phát... tả dành cho tất cả mọi người. Em mới tin một người trong đầu toàn tả như anh đi. Tin không ạ? Con tin. Tin. Là một sự lựa chọn. Không chính xác. Ô. Năm 1946, Marion Donovan đã sử dụng một miếng nhựa bên ngoài tấm tả vải để không thấm nước ra ngoài trang đệm. Năm 1951, Marion được cấp bằng sáng chế cho phát minh này và sau đó bà bán bằng sáng chế cho tập đoàn Kiko với giá 1 triệu USD. Đáp án là Mỹ. Một dấu O thuộc về Trung Vũ. Hấp dẫn quá, trận này hấp dẫn quá. Đúng tài, đúng. Ai cũng được hoạt động nghệ thuật. Thật sự luôn. ST Sơn Thạch là người quyết định số phận. Cố lên nè. Trời hết chung cư. Ổ khóa tình yêu ở Hawaii bị cấm vì lý do gì? À, ổ khóa tình yêu như mọi người đã biết
nó sẽ là một cái nơi mà gọi là treo ổ khóa để mà mình minh chứng tình yêu ạ. Và một ngày đẹp trời, có một cặp đôi yêu nhau đang tung tăng, nói là em ơi, hay là bây giờ mình hãy treo ổ khóa ở đây đi. Để chi vậy anh? Để mình minh chứng một cái tình yêu của chúng ta đó. Wow, treo ở đây là tình yêu mình bền chặt á hả? Đúng rồi, mình treo ở đây nha. Vậy em treo. Ôi, cặp đôi thật là giả chân. Nhưng mà không chọi cái chìa khóa của cái ổ khóa, mà chọi lộn cái chìa khóa xe. Cho nên là cái bữa đó hai người cãi nhau và cặp đôi đó đã chia tay. Tan vỡ. Tan vỡ. Trời, tình huống gì mà hay vậy trời. Móc chìa khóa nhà như này chọi đi chìa khóa xe hả? Đúng rồi, tại vì cái chuyện đó nó hay bị lộn á, cho nên là kể từ đó ở Hawaii người ta cấm không được xài ổ khóa tình yêu nữa. Wow. Tức là cấm vì lý do gì? Dễ gây nhầm lẫn, gây mâu thuẫn dẫn đến chia tay, làm không vô nhà được. Nói chung là ổ khóa tình yêu thành ổ khóa không hạnh phúc luôn đó. Dạ. Yeah. Là gây tan vỡ. Xin lỗi. Em có tin không ạ? Tin không ạ? Em tin. Em tin một câu chuyện xàm của anh vậy luôn hả em? Thật ra thì bây giờ anh sẽ cho em một đáp án khác. Cái gì mà nó treo nhiều quá thì anh nghĩ rằng là nó sẽ nặng. Thứ nhất là nặng, thứ hai là đập cầu, hư hao của công, thứ ba là gây mất mỹ quan đô thị. Cho nên là anh nghĩ rằng là nó sẽ gây mất mỹ quan đô thị. Đôi khi khi nghệ sĩ nói chuyện đàng hoàng mà đưa một cái đáp án hợp lý là một đáp án không đàng hoàng. Tin hay không? Em không tin. Không tin. Cái hồi nãy tin nha. Câu hồi nãy tin nha. Bây giờ nếu như chính xác thì Trung Vũ là người chiến thắng, bước vào vòng cuối cùng. Còn nếu như không chính xác thì đương nhiên Hiếu Nhi sẽ là người chiến thắng và bước vào cuối cùng. Và người chiến thắng sẽ gọi tên ai đây? Ai? Trung Vũ hay là Hiếu Nhi? Trời ơi. Hay vậy quá anh ơi. Và đó là Hiếu Nhi. Anh nói thật mà thấy chưa? Đáp án đúng mà không chịu tin. Tức là vậy nè, các nhà chức trách nói rằng là cái này không phải thể hiện tình yêu gì đâu. Nó vừa xấu, mất mỹ quan mà nhà nước phải tốn tiền để mà tháo bỏ rồi làm lại. Sửa chữa đúng không? Mỹ đâu có tình yêu đó. Gây mất mỹ quan dẹp. Có nhiều nơi treo lên cầu, người ta sợ sập cây cầu, người ta không cho treo nữa đó anh. Và người ta đã dẹp rồi. Rồi, Nhi, Hiếu Nhi sẽ là người bước vào vòng đặc biệt. Trung Vũ ra về với 6 triệu đồng tiền thưởng. Xin chúc mừng. Yeah. Hiếu Nhi là người duy nhất bước vào vòng đặc biệt. Hiện tại đang có trong tay là 8 triệu đồng tiền thưởng. Và nếu như trả lời chính xác thì cái phong bì tại vị trí mình chọn sẽ thuộc về mình. Hãy chọn một vị trí. Dạ, đi tới vòng đặc biệt này rồi thì con không quan trọng tiền. Vậy thôi mình về luôn. Về đi ạ. Ý là từ nãy giờ con chưa chọn cô Harry Won nên con sẽ chọn cô Harry Won. Đúng rồi. Câu này là một câu hỏi khó. Dòng sông lạnh nhất nằm ở châu lục nào? Bây giờ chỉ phân tích nhẹ nhẹ thôi. Ở Việt Nam, miền Bắc lạnh hơn hay là miền Nam lạnh hơn? Miền Bắc. Bắc. Miền Bắc. Bắc. Harry nghĩ là nó phải có cái chữ Bắc. Đúng rồi. Mà chỗ mà lạnh cực kỳ, nó phải cực. Bắc cực. Cực lạnh. Bắc cực. Dạ. Yeah. Nó Bắc mà nó cực kia. Nó Bắc. Cực kìa. Dạ. Cho nên Harry chọn là cực. Dòng sông lạnh là như nào? Lạnh là lạnh nhất đúng không? Không thể nào là dòng sông đá được. Em phải phân tích, nó phải là dòng sông băng. Mà dòng sông băng phải ở đâu? Phải ở nhà anh Đan Trường. Nếu có nước mắt, nếu có yêu thương, mênh mông dòng sông thì thơm cùng em. Tiếng hát ấy vút cao, hòa vào trời mây. Lạnh quá. Được rồi đó. Vừa rồi là một màn giúp vui chương nghệ không cần thiết con ạ. Tức quá. Harry cho rằng đó là ấp Bắc cực. Con đâu tin hay không? Không. Không, đơn giản như vậy. Con có tin thể nào đơn giản hay không? Dạ con tin. 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 Hả? Trời ơi. Cô biết đáp án luôn. Rồi, excuse me. Con bé không có kinh nghiệm sâu. Đúng, con mấy bé quá ơi, đơn giản. Bình tĩnh nào. Con ở Bắc cực có sông không? Theo như giác quan con chắc có. Nhưng mà nơi lạnh nhất là Nam cực ạ.
Bây giờ mình đừng có quan trọng vô những chuyện mà những cái nơi mà lạnh nhất. Tại vì biết đâu câu hỏi đơn giản, đâu thế nào mà hỏi một câu hỏi đơn giản như vậy. Ê, có thể là nó ở châu Mỹ, châu Âu, châu Á, châu Đại Dương hay là châu gì đó. Dòng sông lạnh nhất nằm ở châu lục nào? Đáp án là châu Âu. Châu Âu, còn không chính xác. Đây. Sông Neretva được mệnh danh lạnh nhất thế giới, chảy qua châu Âu. Vùng thượng Neretva có nhiệt độ thấp nhất, mùa hè có thể chỉ 7-8 độ C. Còn bên Bắc Cực có sông hả? Dạ không, tại vì nó đóng biển luôn, nó là biển luôn rồi. Đóng băng con gấu thôi. Thế thì con không giành được giải thưởng trong cái phong bì của cô Ari One. Con chỉ mang về được 8 triệu đồng mà thôi. Xin chúc mừng con. Được rồi. Mời tất cả mở phong bì ạ. Mở thôi nè. 10 triệu đó nằm ở đâu ạ? Ngày hôm nay con Hiếu Nhi không thắng vòng đặc biệt, nhưng mà con đã thắng từ đầu tới giờ. Con rất là giỏi rồi, mang về 8 triệu đồng từ chương trình. Cảm ơn tất cả nghệ sĩ đã hết mình ngày hôm nay, quá cực lực. Và vỗ tay cho tất cả quý vị, vỗ tay cho những người yêu thương chương trình của chúng tôi. Chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 20:30 tối Chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. Thôi đừng hát nữa. Thôi hát thì không muốn ra Huế chơi đâu. Trong phim Mắt Biếc, Ngạn đã viết chữ gì lên cây ngô độc? Bán đất nền, nhà tôi có lô đất ngang 2m9 dài 9m2, gần trường học, gần bệnh viện. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý và chúc quý khách một chuyến bay tốt đẹp. Sadek Airlines, vô. Ngạn giá rẻ nè. Xin chào bà con cô bác đã lên máy bay. Và chúng ta hãy chú ý mặc áo phao vào. Trên máy bay chúng ta có 6 cửa thoát hiểm, ở trước, ở sau, ở giữa nha mọi người. Cho tôi xuống máy bay ạ.